Mình sẽ nấu món chay. Thì hôm nay ăn thịt rồi cho nên ăn chay. Đây là nguyên liệu cần tây bên này rất là thơm. Thơm thấy khác hơn ở Việt Nam rất là nhiều luôn. Ngon. Tất cả cái rau củ ở đây mà họ đều ăn sống được hết. Kể cả nấm. Nấm này nè, thường ở nhà là ăn salad ăn sống thôi. Nấm cần tây. Đây là ớt chuông. Ớt chuông ăn sống cũng ngon. Đậu que. Ăn sống cũng được mà hơi kỳ kỳ. Còn cái cải su lơ này ở đây nè, ăn sống được luôn. Bây giờ mình nên luộc mì. Sạch nó đi, băm nó ra. Cái dao này nó hơi nhỏ, nó nhiều lửa hơn xíu. Hôm nay nhiệt độ ở đây là nó chuyển sang thu đông nhưng mà nó vẫn còn thu nha các bạn. Cũng 10 độ C. Ở thành phố khác ở Canada thì đã có tuyết rơi rồi, giờ đây chưa. Mọi năm thì nó sẽ nóng hơn mọi năm. Năm nay nóng hơn năm ngoái. Đây, hành đây để chuẩn bị chút nữa mình sẽ bỏ vô chảo đây, phi cho nó thơm. Bỏ vô trước đi ha. Còn cái nồi nước này mình sẽ luộc cái mì này. Đây nên mì nhỏ đi ha. Cái mì này là mì củ nghe. Mình sẽ bỏ một chút bơ vào. Ở đây họ ăn bơ không ạ? Ít khi nấu bằng dầu lắm. Xào hay làm cái gì tất cả đều ăn bơ hết. Mà bơ đây rất là thơm. Tình hình các bạn ở Việt Nam như thế nào? Ở Canada bây giờ dịch bệnh nó cũng mọi thứ cũng giống như là sống chung với dịch hết rồi. Nó cũng ổn rồi các bạn. Thì ở đây mọi cửa hàng hoặc là nhà hàng đã mở cửa lại hết rồi. Thì nếu bạn đi nhà hàng á, thì bạn phải có cái giấy chứng nhận là bạn đã chích ngừa vaccine hai mũi rồi thì nó mới mình mới được phép ngồi ở nhà hàng và ăn. Đó là hay là luật của chính phủ cho nên ai cũng phải tuân hành hết đó. Đây, nước sôi rồi, bỏ mì vô.
bỏ đại vô thôi ha, không biết. Đây, mì chắc được khoảng chừng 11 phút. Mình sẽ bấm đồng hồ. Đây là cái đồng hồ đây bạn, mỗi lần nấu ăn là bao nhiêu phút là sẽ bấm ở đây. Đây, ở nhà ba mẹ rất là kỹ, kỹ về ăn uống. Mỗi ngày đều có thực đơn hết. Buổi sáng thứ hai nè, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu ăn cái gì. Thường ở đây thì ba mẹ nấu buổi tối, còn mình thường buổi trưa là nấu những món Việt Nam hoặc nấu những món mình thích. Đây, mì nó đã sôi rồi nè. Thì lấy cái muỗng khuấy lên. Còn 10 phút nữa, mới 1 phút thôi. Cuộc sống ở Canada này các bạn, nếu như bạn nào mà cảm thấy mình là người bay nhảy thì khi mà bạn qua đây sinh sống hoặc là công việc hoặc là đi học đó, thì bạn thấy cuộc sống đây nó sẽ an nhàn hơn. Mình thấy ở đây cuộc sống đây nó an nhàn hơn, ở Việt Nam rất rất là nhiều an nhàn, là cuộc sống họ đơn giản lắm bạn. Ví dụ như là buổi sáng đi làm, ai cũng đi làm hết. Tối về mệt mỏi, nhiều khi mệt mỏi mới về nhà. Hầu như là người dân Canada là họ về nhà ăn tối với gia đình, hoặc là ít khi mà cũng có người ra ngoài, nhưng mà ở gia đình mình ít khi tối mà đi ra ngoài chơi lắm. Thường là tối là về, về là ai cũng mệt hết rồi, thì nghỉ ngơi. Thì công việc của mình á, là giảng dạy online, cho nên là cảm thấy thời gian ở nhà nó nhiều hơn, vì ở nhà wifi lúc nào cũng mạnh hơn. Với lại yên tĩnh, như là mình soạn bài, hay soạn bài ngồi tập trung giảng dạy hơn. Còn có thời gian thì mình đã đi bộ ra ngoài, thì đối diện nhà mình ở đây á, là cái công viên. Đây, mình sơ lại thấy nha. Đây, nắng hơi chói xíu. Đối diện nhà nó là công viên, thì bên kia là cái bãi cỏ rất là xanh mướt, đi thẳng vô đó là cái khu rừng. Thì đây, cái cây, cây ớt trước mình trồng trái một bịch luôn. Nhưng mà bây giờ chuyển sang mùa thu, chắc ảnh cũng gần gần ngủ theo thu luôn rồi đó. Cho nên là hoặc là rảnh là có thể đi bộ, hoặc là tập yoga, hoặc là soạn bài. Thường là đa phần là rảnh là soạn bài, làm bài, với lại học về cái văn hóa, thêm văn hóa của Canada ở đây. Thì mọi thứ rất là an nhàn, ở Việt Nam là ít khi ở nhà đó mà, ít khi là nhiều khi hả, sáng sớm đi mẹ chưa thức dậy, ba mẹ chưa ngủ dậy hả, mình đã đi rồi, cho nên là ít khi thấy mà mình ở nhà lắm. Nhưng mà qua bên đây thường là ở nhà là nhiều hơn là đi ra ngoài. Đó, cho nên là ở nhà như mình có thể là tìm những cái thú vui cho mình, ví dụ như là ở ngoài giảng dạy ra nè thì đọc sách, hoặc là nấu ăn, làm bánh mì, hoặc là thấy ở đây nhà ai cũng biết làm bánh hết trơn á, mẹ cũng làm bánh, ba cũng làm bánh, thì mình có thể học hỏi thêm mấy cái món bánh và cookie rất là nhiều. Mình thích làm bánh lắm, cho nên là mỗi lần rảnh bắt đầu làm bánh, cho nên là người nó hơi tròn tròn xíu. Đây, mì nó đã sôi sùng sục rồi. Cái mì này là nhìn giống như là cái vỏ sò ấy. Đó, đều từ cái nguyên liệu từ mì Ý ra thôi.
Thì trong khi chờ mì, mình làm cái nguyên liệu này trước, là khi cái này nóng lên mì cái vớt vớt ra thì bỏ vào xào tiếp thôi. Cho nên là mình sẽ xào rau củ, phi rau củ cho nó thơm lên. Sẽ bỏ nấm vô trước nữa bạn nha. Nấm vô trước. Nó là muối hành. Mì tới giờ rồi, mình xếp ra nó chín chưa? Tắt lửa làm gì vậy? Mà để một xíu nữa khoảng chừng một nữa mình đổ ra, vớt lên. Cho nên là cứ nếm thử rồi người ăn người có bị mình thôi, bỏ tùm lum vô hết luôn. Cái này cái tươi trắng, cái loại cuốn của Việt Nam đó, phải như cho nó đậm đà. Đây bây giờ mình sẽ bỏ bọt đầu ve để bỏ hết vào. Hết nó vô. Như đậu ve nó lâu chín hơn. Mình không thích ăn đậu ve sống cho nên cứ bỏ nó vô trước đi. Cái này cho nó vô đâu.
Rau củ ở đây rất là ngon, nhìn nó tươi là nó mình ăn cái rau củ ở đây em thấy nó cũng ngọt hơn ở Việt Nam nữa. Và cần tây bỏ vô luôn, sắp tay cho nó nhanh. Còn cái này thì vớt nó ra. It's okay, just put here and when we eat, you can eat, you know. It's, yeah. Anytime you want to. And make hot a little bit. Well, probably about, what's it, 11:05? 11:05, yeah. So maybe 11:35. Yeah, sure. Is that okay? Sure. Chính rồi. Hôm nay anh chồng đi làm rồi cho nên là ở nhà có ba cha mẹ con ăn cơm cho nên là hả cái món này phải nấu rục rục một xíu.
Nếu như mình ăn á thì mình sẽ nấu nó không có chín được đâu. Bởi vì có người lớn tuổi cho nên là phải nấu thịt mềm. Nấu mấy ngày nhớ ba ở nhà quá, bữa nào mà nấu mà cứng ha là có chuyện đó nha. Đây còn cái khâu này quan trọng này, mình sẽ bỏ thêm một ít cái oregano. Cái này mùi thảo mộc, nói chung là cái mùi này nó đặc trưng cho những món Ý hoặc là món Âu thì ít thôi ha. Oh, so fast, man. Really fast. Nó còn rục rỉu luôn rồi. Cuối cùng cũng đã xong món này rồi, rất là ngon. Vừa Âu vừa Á lẫn lộn nhau. Đây, thử một miếng xem. Ngon lắm các bạn, ngon kinh khủng luôn. Ok, cái video hôm nay nấu ăn của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn, bye, nhớ like và theo dõi kênh nhé.